Chuyển động mùa hè là cơ hội để sinh viên được đến tham quan, học tập và làm việc miễn phí tại các trạm cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã WAR quản lý. Trong chương trình lần này, các sinh viên quan sát, tìm hiểu đời sống và quy trình cứu hộ những cá thể động vật hoang dã quý hiếm tại đây, tham gia chuẩn bị thức ăn cho các loài được cứu hộ và trao động vật ăn, vệ sinh, sơn chuồng, phát cỏ. Các bạn sinh viên kết hợp với cán bộ kiểm lâm địa phương phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã đến khoảng 500 hộ dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tìm hiểu các nghề liên quan đến động vật hoang dã và thực hành một số kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ động vật hoang dã như xem bò sát và thú đêm, sử dụng bẫy ảnh chụp thú ban đêm, chụp ảnh động vật hoang dã với thiết bị chuyên dụng. Khu cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me được xây dựng trên cơ sở dự án xây dựng khu cứu hộ gấu đồng bằng sông Cửu Long do Tổ chức WAR và Quỹ Bảo tồn Gấu đồng tài trợ trong giai đoạn 2008-2010. Khu cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me có diện tích 3 hectare nhằm mục đích ưu tiên cứu hộ các loài động vật hoang dã quý hiếm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đưa chúng trở về với môi trường tự nhiên, đồng thời bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm tránh nguy cơ tuyệt chủng. Trạm này hiện đang cứu hộ 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhiều loài khác nhau như gấu ngựa, gấu chó, vượn đen má vàng, khỉ đuôi lợn, cu ly nhỏ, tê tê Java, rùa đất, rùa núi vàng, mèo rừng. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên học tập, làm việc và suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo vệ động vật hoang dã.